Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin giáo sư Ca Thầy nói rằng tôi muốn Thủ tướng Phúc làm tiếp nhiệm kỳ 2. Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này, khoảng 10 ngày trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sẽ khai mạc vào cuối tháng 1 năm 2021. Đã và đang xuất hiện một số phỏng đoán các kịch bản đối với 4 vị trí quan trọng nhất, hay còn gọi là tứ trụ. Hai kịch bản được bàn luận nhiều nhất tới nay là hướng tới khả năng ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư và ông Nguyễn Xuân Phúc cũng được xét diện đặc biệt để hướng tới ghế chức Chủ tịch nước. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Kịch bản thứ nhất gồm hai vị trí kể trên, với ghế Thủ tướng dự kiến thuộc về ông Vương Đình Huệ và vai trò Chủ tịch Quốc hội thuộc về ông Phạm Minh Chính. Kịch bản thứ hai được đồn đoán là đảo lại vai trò của hai ông Huệ và ông Chính. Giáo sư Ca Thầy, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, đã trả lời phỏng vấn của đài BBC tại London qua email về đồn đoán nhân sự cao cấp này. Câu hỏi được đặt ra là ông đánh giá gì về nhân sự các vị trí theo đồn đoán nói trên? Ai sẽ được bầu vào ghế nào và vì sao? Nếu ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư theo một trong hai kịch bản thì điều đó có nghĩa là có một trong hai điều có thể xảy ra. Hoặc là ông Trọng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 đủ 5 năm, hoặc tái đắc cử với ý tưởng rằng ông sẽ từ chức trước khi hết nhiệm kỳ. Một tiền lệ do ông Đỗ Mười đặt ra, ông rời chức Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ năm 1997. Và việc ông Trọng tái đắc cử theo một trong hai kịch bản sẽ là dấu hiệu cho thấy ông đã không thành công trong việc chuẩn bị cho người kế nhiệm do có sự phản đối của các ủy viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước, điều này chỉ có thể được thực hiện theo trường hợp đặc biệt vì thành tích xuất sắc. Trong suốt năm ngoái có tin đồn rằng ông Nguyễn Xuân Phúc có thể đã đặt mục tiêu trở thành lãnh đạo của Đảng. Vì ông chỉ đảm nhiệm một nhiệm kỳ của Thủ tướng và được số phiếu bầu tín nhiệm rất cao từ các đồng nghiệp cho công việc của chức vụ này, nhưng điều đó kể như là một sự thỏa hiệp. Tôi hiểu rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua hai trường hợp đặc biệt cho các ủy viên Bộ Chính trị trên 65 tuổi. Kịch bản mà tôi ưa thích là ông Phúc được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Câu hỏi tiếp theo được đưa ra là ông đánh giá thế nào về ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ và ông có thông tin gì đáng lưu ý hay không? Trả lời, ông Vương Đình Huệ, 63 tuổi, rõ ràng là người hội đủ tiêu chuẩn nhất trong số các ủy viên đương nhiệm của Bộ Chính trị dưới 65 tuổi để được bầu làm Thủ tướng. Ông giữ chức Phó Thủ tướng trong suốt 5 năm qua, ông được đào tạo về kinh tế và từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Hiện ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội mà một trong số nhà phân tích coi đó là cách để ông bồi đắp thêm kinh nghiệm cho mình. Và nếu ông Phúc được bổ nhiệm làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2, theo kịch bản 2 thì ông Huệ sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Các nhà phân tích khác thì cho rằng nếu ông Phúc tái đắc cử chức Thủ tướng, ông Huệ có thể được bổ nhiệm làm thường trực ban bí thư, còn ông Phạm Minh Chính là đứng hàng thứ 9 trong Bộ Chính trị, hai nấc trên, ông Huệ người đứng thứ 11. Ông Chính có bề dày cả trong bộ máy đảng lẫn trong ngành an ninh. Ông là bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương và nguyên là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong Bộ Công an về hậu cần, kỹ thuật, tình báo và là trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương Đảng. Kinh nghiệm này hẳn sẽ phù hợp với ông trong ghế Chủ tịch nước thay vì ghế Thủ tướng, giáo sư Ca Thầy nêu nhận định. Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức chính trị với trên 5 triệu đảng viên và duy nhất lãnh đạo quốc gia 96 triệu người dân tính đến năm 2019 được tổ chức 5 năm một lần. Đây là hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho kỳ Đại hội 13 khai mạc vào hạ tuần tháng Giêng năm 2021. Các nhà quan sát nước ngoài nói sự kiện này có tầm quan trọng quyết định cho hướng đi của Việt Nam nhiều năm tới, cụ thể là để lập tân chính phủ có nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng kinh tế 2021-2030. Tuy thế, việc kiểm soát luồng thông tin và Đại hội Đảng lần thứ 13 được nhà nước Việt Nam chú ý đặc biệt. Hôm 30 tháng 12 năm 2020, chính phủ nước này đã ban hành một danh mục được xếp hạng là các bí mật nhà nước, trong đó có các thông tin liên quan đến nhân sự và nội bộ của Đảng. Và theo truyền thông nhà nước, thì phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật. Trên trang The Diplomat vào ngày 7 tháng 1,
nhà phân tích Nguyễn Khắc Giang có đặt vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỳ đại hội tới sẽ chọn ổn định hay dân chủ trong đảng. Chọn cách nào về nhân sự đều rủi ro, thậm chí là rủi ro tự hoại, như Liên Xô chọn các ủy viên Bộ Chính trị có tuổi trung bình đã quá 70 tuổi thời Brezhnev trước kia, tác giả này viết trong bài tiếng Anh, và kết quả Liên Xô đã tàn rã và thanh trì của Đảng Cộng sản cũng sụp đổ. Các vị trí lãnh đạo sắp tới của Đảng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang rất được quan tâm và chờ đợi trong bối cảnh Việt Nam được hy vọng sẽ là điểm sáng kinh tế ở trong vùng. Phát biểu hôm 28 tháng 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng cho biết năm 2020 kinh tế tăng trưởng dương đạt 2,91%, góp phần làm cho GDP trong 5 năm đầu vẫn tăng trung bình 5,9%. Ông cũng cho hay nợ công giảm từ 63,7% GDP đầu nhiệm kỳ xuống còn 55% trong năm 2019. Tuy có tăng trong năm 2020 do nhu cầu chi tăng để ứng phó với thiên tai dịch bệnh nhưng vẫn ở mức 56,8% dưới ngưỡng an toàn cho Quốc hội quy định đề ra. Mới đây, Việt Nam được dự báo sẽ là nền kinh tế lớn thứ 19 của thế giới, vượt qua Thái Lan và Đài Loan, theo một viện nghiên cứu tại London chia sẻ. Tổ chức nghiên cứu này cũng công bố báo cáo hàng năm. Họ nói đến năm 2028, họ cho rằng Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, vượt Mỹ sớm hơn 5 năm so với dự đoán trước đó của họ. Tổ chức này cũng nhấn mạnh đối tượng với Việt Nam và cho hay hiện năm 2020, Việt Nam cũng đã là nền kinh tế lớn thứ 37 của thế giới, thua Thái Lan số 25 và Đài Loan là 21. Nhưng họ dự đoán đến năm 2035, Việt Nam sẽ vượt hơn về quy mô kinh tế, sẽ đứng thứ 19 thế giới, còn Thái Lan là 21 và Đài Loan là 26. Đây là hình ảnh 8 gương mặt nổi bật trong Bộ Chính trị đều đã quá tuổi theo quy định. Cũng trong tháng 12 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế của Nhật Bản đã công bố dự báo đến năm 2023, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và hàng năm của GDP 2035 của Việt Nam sẽ vượt Đài Loan. Tổ chức này của Nhật cũng dự đoán thu nhập đầu người Việt Nam sẽ là 11.000 đô la vào năm 2035 và quy mô kinh tế sẽ lớn thứ hai trong vùng chỉ sau Indonesia. Đến giờ này, sự quan tâm đặc biệt đang dành cho hai trường hợp trên 65 tuổi là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng sinh năm 1953. Ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ mới làm Thủ tướng một nhiệm kỳ và Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020 được đánh giá cao trong quản trị kinh tế xã hội Việt Nam. Còn ông Trần Quốc Vượng được giới quan sát từ 2 năm qua xem là một trong vài ứng viên hàng đầu cho chức Tổng Bí thư, kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành quyết định số 1722 vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 về danh sách bí mật nhà nước của Đảng. Quy định này nói mức độ tuyệt mật liên quan bao gồm báo cáo tờ trình, thông báo, quyết định, kết luận, công văn của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị đề án, phương án nhân sự của Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai. Một phần còn do quy định này mà thông tin về quy hoạch tứ trụ đến giờ vẫn kín như bưng. Ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953 là một trong những ứng viên tham gia tứ trụ tại Đại hội 13, theo một số nhà quan sát chia sẻ. Đây là hình ảnh Thường trực Ban Bí thư ông Trần Quốc Vượng. Trong bối cảnh này, Đài Tiếng nói BBC tại London đã cố gắng hỏi những người có sự quan tâm, hiểu biết về chính trị tại Việt Nam, đặc biệt cũng đã hỏi một số nguồn tin có quan hệ cấp cao, không chỉ những người phát biểu theo góc độ cá nhân mà không có nguồn từ trong đảng. Tổng hợp các nguồn, Đài Tiếng nói BBC được biết Bộ Chính trị đã có một cuộc họp trong tuần và cuối cùng của năm 2020. Tại đây, các vị lãnh đạo chóp bù đã bàn về phương án bao nhiêu trường hợp đặc biệt được giới thiệu để ở lại. Dường như đa số với tỷ lệ sát nút trong Bộ Chính trị được cuộc họp này ủng hộ phương án chỉ một người trên 65 tuổi được ở lại khóa 13. Nhưng phương án hai người trên 65 tuổi vẫn chưa bị bác bỏ vì vẫn có một số người trong Bộ Chính trị ủng hộ. Vì thế, một cuộc họp tiếp theo của Bộ Chính trị có thể ngay trong ngày 9 tháng 1 năm 2021 sẽ tiếp tục bàn và cố gắng chốt trước khi Hội nghị Trung ương 15 diễn ra. Đảng Cộng sản Việt Nam trước đó đã công khai rằng Hội nghị Trung ương 15 sẽ diễn ra vào tháng Giêng và Bộ Chính trị sẽ có báo cáo các trường hợp đặc biệt để Trung ương quyết định giới thiệu ra Đại hội 13 của Đảng. Chỉ khi Bộ Chính trị xác định có bao nhiêu người trên 65 tuổi được giới thiệu ở lại, họ mới có thể chốt được nhân sự giới thiệu cho các chức danh chủ chốt bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.
nói với báo chí Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực của Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết thêm chi tiết như sau. Đối với các trường hợp đặc biệt, không phải chỉ có Bộ Chính trị quyết là xong, mà Bộ Chính trị trình Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Trung ương lại phải trình đại hội để xem xét có nhất trí danh sách giới thiệu để bầu hay không. Tinh thần của khóa này cũng vậy, những trường hợp đặc biệt Bộ Chính trị phải xem xét một cách toàn diện có thực sự đặc biệt hay không. Trong tinh thần này, dù Bộ Chính trị có giới thiệu có bao nhiêu người trên 65 tuổi, thì phương án đó vẫn phải phụ thuộc vào lá phiếu của Trung ương Đảng trước khi được trình ra đại hội lần thứ 13. Việc chuẩn bị nhân sự cấp cao chiến lược của ban chấp lãnh đạo khóa 12 chuẩn bị cho khóa 13 được xem là nghiêm ngặt hơn các nhiệm kỳ trước đây. Sau khi trường hợp đặc biệt duy nhất trong Bộ Chính trị được bầu lại vào năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải đổi mới về tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí, đánh giá cán bộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 với bản tin Giáo sư Ca Thầy nói rằng tôi muốn Thủ tướng Phúc làm tiếp nhiệm kỳ 2. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.